không được chịu được. Mẹ mình mà chẳng biết thừa mà. Thế thì chị là một người cha, thì chị muốn là bám sát để chị lấy cái hồ sơ đúng không? Vâng. Thế cho nên mình cũng không muốn để ai, không muốn để ai tham gia vào. Thế nữa là nhiều khi cho 500 không muốn để cho ai 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 biết là cho đi. Thế cho là kể cả những người mà đi cái bí mật đời tư của người ta cũng em đi giúp nó đi đây đi. Thế cha bảo là chị ấy xong là chị đón em cùng em đi. Bảo thôi cha không sợ, sợ gì đâu chị đi bình thường không đâu. Thì nó đi xong rồi cũng xong công việc thì là chị lấy máy chân hái thế nhá, không sợ đâu, các cha không sợ đâu, các chân là bình thường, cảnh cha nhận thế. Thôi đi, thôi mình cha là người để chị lái xe.